Chào tất cả các anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của siêu thị Lồng Chim. Ngày hôm nay thì bên em quay cho em mẫu lồng, đây là mẫu lồng cu gáy chạm bát tiên. Với mẫu lồng này thì bên em chạm toàn bộ cái phần tang này, phần chân này, đấy và đáy lồng nữa. Phần vanh thì bên em có chuyện tê nhá, có chuyện chuyện hoa văn đây. Đây chân chạm bát tiên thủng này, chiều rộng của nó là 40 cm nhé. Anh em để đuôi thoải mái luôn. Với lồng tròn thì nó không có cái điểm mặt cắt giống như quả đào. Thế nên là với lồng tròn thì size 40 nó sẽ rộng hơn. Đây là cái phần móc này, cái móc đốt trúc này. Rồi, gánh nậm này, bầu bí này. Cầu thì bên em sẽ tặng thêm anh em bộ cầu nữa. Một chiếc lồng tròn size 40 cm. Tiếp theo là đáy lồng đây. Để quay cho em phần đáy lồng nhé. Cái chân thì chạm bị ở chân có bi này, đấy, xung quanh cái phần chân này thì em cũng triển cả bi ở xung quanh chân đấy. Rất là xinh luôn, một chiếc lồng tròn rộng 40 cm nhé. Đây màu như trong video luôn đấy, quay bằng điện thoại Samsung. Đấy, anh em đặt hàng thì liên hệ với siêu thị Lồng Chim nhé. Lồng mẫu lồng này là 1.600.000 đồng nhé, bao giá luôn để anh em nào thấy phù hợp thì đặt hàng. Tặng thêm bộ cầu cho anh em nữa, tặng thêm một chiếc cầu. Okay. Anh em đặt hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại là 0388 597 22. Đừng quên quay cho anh em cái đây là shop ở trong nhà bán luôn. Đấy, các chân đều giống nhau hết nhá. Đây. Đấy, quay toàn bộ lồng cho anh em nhìn này, đúng nhỉ, hết luôn này. Đây là đẹp đồng, anh em mà vệ sinh lồng thì mình tháo ba cái đẹp đồng ở ba bên ra, sau đó mình xoay nhẹ phần đế là mình có thể tháo được cái đế lồng ra tách biệt thân. Đó, bộ nậm bầu bí rất là xinh luôn. Anh em đặt hàng thì liên hệ với bên em nhé. Cảm ơn anh em đã xem video.